Liên quan đến vụ sập cầu hơn 50 tỷ đồng ở sông Cái Đôi Vảm, sáng nay 23 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về vụ việc. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau cho biết có thể trước mắt sẽ bỏ ngân sách nhà nước khắc phục sự vụ sập cầu này. Sau khi xác định được nguyên nhân, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau cho biết hiện chưa xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố. Trong sự cố công trình lỗi có thể đến từ tư vấn thiết kế hoặc thi công, không loại trừ khả năng bên dưới trụ cầu có túi bùn. Trước mắt những hạng mục hư hỏng về nhịp trụ, hệ cọc, thiệt hại bước đầu đánh giá khoảng 2,24 tỷ đồng. Với hư hỏng các kết cấu khác kéo theo thì chưa thể khẳng định được, phải chờ cơ quan chức năng kiểm định, giám định. Về hướng khắc phục sự cố, có thể trước mắt sẽ bỏ ngân sách nhà nước khắc phục để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân, sau đó xác định nguyên nhân do đâu, trách nhiệm của ai thì đơn vị đó phải hoàn trả. Đến trước khi xảy ra sự cố, công trình cái đôi vàm đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đang trong quá trình thi công, hoàn thiện các phần việc còn lại để nghiệm thu sử dụng. Tỉnh Cà Mau đã cho thành lập tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân dẫn đến sập công trình. Được biết, dự án xây dựng cầu cái đôi vàm có mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, gói thầu xây dựng cầu chính và đường vào cầu có giá trúng thầu gần 33 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 9 năm 2019.